để có được khoảng 20 phút trong video lần này thì mình đã rất 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 mất thời gian, mất công sức để tìm kiếm, để chọn lựa và đưa cho các bạn cái lít nước hoa mùa đông tầm trung này. Vì thực sự đây là những cái lựa chọn rất khó để có thể review, có thể dùng từ ngữ để miêu tả được cho các bạn. Và hy vọng rằng là bạn sẽ thích video này hay là ủng hộ mình bằng một like. Và chúng ta hãy cùng nhau xem đó là những lựa chọn nào nhá. Cái lít nước hoa lần này chúng ta sẽ có hai cái tông mùi vanilla. Và nếu như các bạn có điều kiện thì các bạn sẽ thử hai mùi hương này, thì các bạn sẽ thấy rằng là vanilla ở trong nước hoa có rất nhiều hướng làm khác nhau khi mà nó được kết hợp cũng như là được ở trên tay những perfumer khác nhau. Và vị trí đầu tiên mà mình muốn nhắc tới ở đây đó chính là Vanilla de Madagascar của nhà Pharmacia. Đây là một cái công ty gia đình làm về thuốc dược. Và nếu như bạn nào mà đang ở Ý thì các bạn có thể thấy rằng là ở những cái tài liệu mình đọc được đó là nhà Pharmacia này thì họ có những cái thâm niên rất là lâu, cũng như là cái việc mà những cái cửa hàng của họ thì ngoài các bạn mua thuốc ra thì các bạn có thể mua cả mỹ phẩm, mua cả nước hoa. Thì ông nào đang ở Ý thì ông hoặc là đã đi Ý rồi mà các bạn thấy cái cửa hàng của Pharmacia này thì các bạn hãy feedback xác nhận cái này cho mình nhé, để cho mình nắm được rõ hơn. Và vanilla là một trong những mùi hương rất đáng sở hữu của nhà Pharmacia. Mùi hương ở đây nó được sử dụng đó là vanilla của Madagascar. Đây là một cái vùng mà có chất lượng vani rất là hào hạng, được rất nhiều những perfumer người ta lựa chọn để làm ra những cái mùi hương đắt tiền. Và chia sẻ với các bạn một điều đó là vanilla thì cái cây vani nó không thể tự thụ phấn mà cần có sự tác động của con người. Thế nên là giá thành của nó ở trên thị trường thì rất là cao và nó cũng có cái số năm để có thể đạt được chất lượng tốt nhất. Nên là cái này nó cực kỳ đắt. Và cái mùi hương của nhà Pharmacia này, cái con vanilla này, khi các bạn xịt ra các bạn sẽ nhận thấy một cái nét bột. Cái nét bột này sẽ là nhân vật chính xuyên suốt từ đầu tới cuối của mùi hương này. Và ở cái top note thì mình nhận thấy cái nét bột khá là ngọt, kiểu bột cam. Nếu mà để dễ hình dung đó là mùi kẹo C ngày xưa, hay là nhiều anh em chơi với mình thì nói rằng là đây là mùi kiểu bột dâu khi mà người ta giã mà nó mịn hết ra, nó kiểu nó vỡ rồi nó mịn hết ra như vậy. Và em này, cái nét bột này nó cũng rất là nhẹ nhàng. Và cái thứ vani ở trong Pharmacia này thì nó cũng là một cái mùi vani không phải là ồn ào, không phải là quá tấp nập, mà có xu hướng khá là kín tiếng. Cái này là một cái rất là quan trọng. Nếu như những bạn nào thích cái mùi vanilla nó phải tỏa ngào ngạt, nó phải thu hút, thì em này nó sẽ say no với bạn luôn. Và sau khi cái nét kiểu kẹo C bột cam nó qua đi, các bạn nhận thấy cái mùi vani lên. Vani vẫn theo cái chiều hướng bột rất là mỏng manh, thậm chí là ngà nó mỏng đến cái mức mà mình có cảm giác là mình có thể thổi nó thành một cái lớp có thể dính trên da mình và nó bay lên, nó như kiểu là bụi vani vậy. Nó mỏng manh đến mức như vậy, nhưng mà các bạn yên tâm rằng nó không hề yếu đuối ở trên da. Khi mà mùi hương này nó bám trung bình khoảng tầm 6 đến 7 tiếng và cái độ tỏa của nó thì rất là nhẹ nhàng. Và cái mùi hương này thì mình nghĩ rằng là nó sẽ phù hợp dành cho những anh em có cái xu hướng là kiểu xịt những cái mùi nó nhẹ nhàng, nó kiểu skin scent thôi, nó không phải là cái mùi thu hút. Cái hướng làm vani kiểu này nó cũng giống như cái nhà Pharmacia này, nó là cái kiểu ít người biết tới, kín tiếng, kiểu không bao giờ muốn kiểu thu hút đám đông cả. Chắc là nếu như tôi không nhắc tới thì đa phần mọi người dùng nước hoa bình thường chắc là chả bao giờ biết tới cái nhà Pharmacia này. Và cái phiên bản của Vanilla Madagascar của Pharmacia thì nó có hai phiên bản, đó là một phiên bản perfume và cái phiên bản ở đây đó là phiên bản concentrato đây. Và nó có một cái đậm đặc hơn về cái phiên bản này thì với mình ở cái đoạn dry down ấy, nó lên một cái mùi gỗ nhẹ kết hợp cùng với vani và xạ rất là sạch sẽ. Ở cái phiên bản kia thì cái mùi hương nó có phần trẻ trung hơn, ở phiên bản này thì mình có cảm giác là nó đậm hơn một tí, nhưng mà thực sự là nó không quá khác biệt. Nhưng mà với mình thì mình thích cái phiên bản này hơn, đặc biệt là ở cái đoạn dry down ở
chắc là khoảng tầm 6 tiếng ở trên da. Và chính cái nét gỗ và xạ này nó đã củng cố rằng đây là một cái mùi hương có xu hướng nghiêng nam hơn, nhưng nó cũng không phải là hoàn toàn nữ không thể xài được. Và với cái mùi hương này, đây là một cái lựa chọn dành cho những anh em có xu hướng thứ nhất là hơi kín tiếng này. Và mình nghĩ rằng là sẽ là một cái mùi vani, nó có cái cảm giác hơi man mác buồn, gợi nhớ một chút đến tuổi thơ. Thì Vanilla Madagascar của Pharmacia là lựa chọn đầu tiên mình recommend tới anh em trong năm nay. Mùa đông chúng ta không thể nào không nhắc tới thuốc lá. Và đây là cái phân khúc trung và cao, và mình nghĩ rằng là những người lựa chọn xem video mình để có thể mua nước hoa thì các bạn cũng chắc chắn là có nhiều trải nghiệm cũng như là có nhiều chai nước hoa rồi. Và thuốc lá thì chúng ta đã quá quen thuộc với cái nét ngọt điển hình như là dầu oăn, như là da club, cao hơn một tí chúng ta có Herod. Nhưng chung quy lại đó đều là những cái mùi thuốc lá có xu hướng khá là an toàn và nịnh mũi. Vậy thì năm nay mình recommend cho anh em chai gì? Đó là Tobacco Jam của Criminal Element. Đây là chai nước hoa thì mình đã có một cái video review rồi. Cụ thể và chi tiết thì các bạn có thể xem cái đường link, nó sắp sửa hiện đâu đó ở quanh đây. Và đây là một cái mùi thuốc lá khô khói rất là đúng chất của thuốc lá. Và chúng ta có jam, đó là mứt dâu. Mứt dâu ở đây nó có xu hướng lên cái vai kiểu mùi mơ. Và mình thấy rằng là trong cái thời gian mà mình trải nghiệm em nó trong mấy ngày ngày hôm nay thì Tobacco Jam gây được chú ý rất tốt. Nó không còn cái nét kiểu tỏa yếu, bám yếu như những ngày mà mình xịt vào hè, mà Tobacco Jam ở trên da mình nó rất là bền bỉ. Và mình đảm bảo với các bạn rằng nếu như các bạn đang tìm một cái vai mùi thuốc lá nào đó có cái xu hướng thứ nhất là nịnh mũi, thứ hai là đậm chất thuốc, và cái thứ ba là đặc biệt giữa đám đông, thì tin mình đi, Tobacco Jam chắc chắn sẽ thu hút tất cả người trong số đông đó. Và nó có thể làm lu mờ tất cả những cái con như kiểu Jack Club hay The One. Tại vì cái vai mùi thuốc lá ngọt như vậy bây giờ tràn lan khắp đường rồi. Và nếu như bạn đang tìm một cái gì đó đặc biệt thì chắc chắn Tobacco Jam làm được cho bạn điều đấy. Chỉ đơn giản là bạn có đủ đặc biệt để mặc em nó lên người hay không. Mùi hương này thì cứ xem feedback ở cái video mình review em nó thì các bạn biết rằng chất lượng của nó như thế nào. Đây là một cái mùi hương đáng thử trong năm nay. Ở vị trí số 3 thì chúng ta có một sản phẩm của nhà Amor, đó chính là Minder. Có lẽ là nhà Amor này thì hình như mình chưa review một con nào cho nam cả. Ngày xưa mình có nhớ review hai con nữ rồi, và Minder mình đã tính review lần đấy nhưng mà cuối cùng mình đã để lại đến bây giờ. Và chắc chắn với các bạn một điều, Minder phải có trong list ngày. Và mình cũng đã nói với các bạn rất là nhiều là chắc chắn mùa đông năm nay anh sẽ review Minder. Và mình tin rằng các ông đang ngồi chem chờ Minder của tôi, đúng không? Mùi hương này khi các bạn xịt ra, các bạn sẽ nhận thấy một cái mùi cay ấm, và nó có một cái cảm giác vừa lạ lạ vừa quen quen chúng ta đã gặp ở đâu đó. Và nếu như ở bạn nào ở Hà Nội thì tôi có thể gợi nhớ lại cho các bạn cái top note của Minder, đó là bánh trôi nóng. Các bạn đã ăn bánh trôi nóng vào mùa đông chưa? Cái cảm giác khi các bạn húp cái nước nó cay cay ấm ấm từ gừng, một chút ngọt từ bột, cái top note của em nó thực sự rất là giống. Nó có một cái phần hơi kiểu creamy, kiểu sữa sữa của Minder ấy. Một cái điều nữa mà Minder có thể dễ dàng đánh lừa bạn nếu như các bạn không dành thời gian nhiều cho nó, đó là cái độ tỏa của em nó lúc đầu rất là tốt. Minder lúc đầu ấy nó như kiểu là thu hút tất cả mọi người vậy, nó vẫy gọi trước một đám đông, nó đang cố gắng tạo ra để thu hút mọi người hơn. Và cái nét cay ấm này cùng với cái nét kiểu bột bột creamy này, nó thực sự sẽ làm các bạn kiểu uầy, Minder nó hơi khó ngửi cho mùa lạnh thì phải. Nếu như các bạn xịt vào những ngày trời không quá lạnh nhá, thì các bạn sẽ thấy là em này nồng quá, đúng cái nhà Amor. Nhưng ngay sau đó thôi thì tất cả đâu về vị trí của đấy. Cái nét gia vị cay ấm nó sẽ dần dần nhẹ xuống. Các bạn sẽ nhận thấy rằng là mùi đàn hương làm chủ đạo, creamy, rồi một chút kiểu sữa sữa. Và tất cả về vị trí của nó trở thành một cái nốt hương rất là tròn trịa, tươi sáng. Và mình đánh giá rằng đàn hương ở trong Minder là một
loại đàn hương làm rất hiện đại, rất trẻ trung. Và cái nét cây ấm lúc đầu mà mình nói, nó chỉ làm giữ cái DNA đặc trưng của nhà Amoa thôi. Chỉ là ở đây nó là một cái phiên bản nịnh mũi hơn. Và mình thấy rằng là sau những sản phẩm của cái cùng line với Minder này của nam và nữ ra, thì Amoa đã bắt đầu có phần lắng nghe và chiều lòng mọi người hơn. Nhưng mà cũng vì thế mà nhiều người chơi cũng có phần ác cảm với Amoa hơn, tại vì nó bị mất chất. Và những người chơi nước hoa thì hay nói Minder đó là một chàng kiểu công tử bột, gia đình có điều kiện, da trắng trẻo, đẹp dai, ăn mặc rất là sành điệu, rất là hiện đại. Nhưng mà cái chàng công tử ở đây, khi các bạn ngửi, các bạn mặc nó lên người ấy, thì nó không phải là một anh chàng kiểu dân chơi, kiểu phá gia chi tử, mà những anh chàng ở đây lại có phần rất là gần gũi, có phần rất là kiểu gọi là, tôi nhớ là gì rồi, trai ngoan, đúng rồi, trai ngoan nhưng mà không nhạt nhẽo nhá. Người ở đây đúng kiểu vài người có tiền ấy. Tôi thấy mọi người dành cho em nó cái danh từ này nó quá là hợp lý, đúng kiểu công tử bột. Và cái mùi hương của Amoa ấy, thì khuyên các bạn một điều rằng các bạn hãy xịt vào những ngày tầm 15 độ thì các bạn mới thấy cái độ ngon của em nó. Nếu như các bạn xịt vào những ngày trời nó kiểu hơi nắng nóng một tí thôi thì Minder sẽ làm cho bạn khó chịu, tại vì cái nét cay ấm đặc trưng của nhà Amoa, thích dùng nhang, thích dùng kiểu gia vị, nó sẽ làm cho bạn khó chịu. Còn nếu như bạn dùng nó vào thời tiết hợp lý thì mình đảm bảo rằng bạn sẽ gây được ấn tượng rất là tốt, trẻ trung, hiện đại và rất là tươi sáng, một điển hình của đàn hương. Và chắc chắn rằng Amoa Minder cho Santo Baba ra chuồng gà, chả cần đến Minder đâu, Tam Đảo thôi cũng cho Lilabo Santo Baba ra chuồng gà luôn. Về độ bám tỏa ấy hả? Thôi khỏi bàn, quá khủng khiếp, quá tốt, không có gì để chê, Amoa mà. Và đây là một cái mùi vanilla ngọt tiếp theo ở trong cái lít này. Em này thì sẽ dành cho những bạn thích cái mùi hương có độ thu hút, có độ siêu 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 nịnh mũi. Và mùi hương này thì mình cũng có nói vui rằng là nó cho Black Phantom ra chuồng gà. Có vẻ trong cái lít này đã hơi nhiều con ra chuồng gà luôn. Đó chính là Sorriso của Parfumum Roma. Nhìn cái dui thôi là biết rồi, là biết độ bám tỏa như thế nào rồi đúng không? Tránh xịt lên đồ trắng nhá, không phải đi bắt đền tôi và anh ơi em xịt cái chai nước hoa anh recommend là bây giờ em mất cái áo sơ mi mấy củ bạc liền. Và đặc biệt là nó cũng khá là khó mua, khá order ở thị trường Việt Nam, nó về theo đợt thôi. Em này khi các bạn xịt ra thì các bạn sẽ nhận thấy một cái vai mùi kem béo sữa. Thứ hai, nó là mùi kiểu, nó mùi kiểu kem sữa trứng nhiều hơn đấy. Và nếu như các bạn ngửi kỹ một chút nữa, các bạn nhận thấy là một cái nét hơi hơi kiểu nó có phần hơi nhựa của hoa trắng, của những bông hoa trắng khi các bạn bứt những cái lá, những cái cánh hoa ra vậy. Và cái nét này thì nó không được dài cho lắm và các bạn sẽ dần dần chuyển sang một cái trạng thái là mùi hương có xu hướng bắt đầu khô dần. Cái nét hoa nó dần dần biến mất mà các bạn nhận thấy cái nét đắng của sô-cô-la lên khá rõ. Sô-cô-la cùng với cái nét kem sữa vani lên, hai cái mùi kết hợp thì nó làm cho mình nhớ tới một cái món ăn rất đặc trưng, đó là món caramel. Và caramel ở đây đó là một cái loại caramel kiểu cao cấp, làm bằng những nguyên liệu cao cấp chứ không phải là kiểu caramel đường kiểu 5.000, 10.000 một cốc đâu. Nó không. Và cái mùi ở đây ấy, khi mà xịt ấy, thì nó giống như kiểu cái hộp caramel các bạn bóc ra, các bạn đừng trộn nó lên mà các bạn hãy ăn cái lớp kem trứng ở trên. Cái mùi hương này nó có một cái nét đắng nhưng mà cái nét đắng ấy không rõ rệt, nó có cảm giác là nó là cái khoảng ngăn cách giao giữa cái lớp cà phê, cái lớp đường ở phía dưới và cái lớp bánh trứng ở phía trên. Cái đúng cái khoảng giữa đấy, đó là cái mùi hương của em này. Và cái mùi trứng cũng như là cái nét sữa ở cái khoảng trên này, nó cảm giác nó kiểu nó sử dụng những cái nguyên liệu cực kỳ tốt vậy. Và cái mùi hương này thì khi mà dry down ấy thì các bạn sẽ nhận thấy rằng là nó có lại có một cái sự biến chuyển nữa, đó là nó ra cái mùi sô-cô-la đắng cùng với khói trên một cái bay nền gỗ rất là nam tính chứ không có xu hướng là kiểu nữ tính. Mới đầu thì nó nịnh mũi tất cả mọi người bằng một cái vai mùi đồ ăn cực kỳ là hảo hạng, nhưng mà về sau nó lên cái mùi đắng đặc trưng cùng với khói và gỗ làm nền cho nhau, tạo nên một cái mùi hương khá là nam tính về sau, nhưng mà vẫn rất là ngọt ngào và ngon miệng. Và phải nói rằng là
nó thừa sức cho Black Phantom ra chuồng gà. Nói thật là như vậy. Độ bám tỏa thì cũng rất là tốt. Và cái mùi hương này thì mình nghĩ rằng là sẽ dành vào những cái ngày cuối năm. Các bạn có thể là đó là một cái ngày cuối tuần thứ sáu hay là thứ bảy, các bạn đi làm trong cái trời giá rét về, các bạn có một cuộc hẹn với gia đình, với những người bạn thân thì có thể ngồi ôn lại một cái câu chuyện trong một cái cả một năm trời dài đằng đẵng. Hoặc là cái mùi hương này nó sẽ phù hợp để các bạn đi date ở những cái ngày lạnh, các bạn không phải là kiểu đi ô tô hẳn, các bạn cũng có thể là đi xe máy ngồi ôm nhau chẳng hạn trong cái thời tiết mà gió mùa đông bắc về, thì Sorriso làm rất hợp, ấm áp, gần gũi, gợi nhớ và rất là ngọt ngào. Một cái thứ ngọt ngào ngon miệng chết người, nhắc thôi mà tôi chảy hết cái nước miếng. Tôi review mà cảm giác tôi thấy tôi miêu tả nó giống vãi. Tôi chắc chắn một điều rằng không ai miêu tả đây là mùi caramel cả, mà tự nhiên khi mà tôi xịt xong tôi nhớ tới. Và em này ấy thì nó là một trong những cái vibe mùi mình nghĩ là chắc là bạn nào ngửi cũng phải kết ngay, nổ hết cả bát đĩa luôn. Mình có một cái MPG04 mà Musmari nữa mình cũng cân nhắc cho vào. Và cùng thì cho em này. Cái nhà này ấy, có một điều là bạn cứ Blay Bay mấy con ngọt của nhà Parfumum Roma này thì các bạn sẽ ít khi fail lắm. Mùi nó ngon lắm luôn. Mỗi một điều như mình nói lúc đầu là hơi khó mua thôi. Về độ tuổi chắc là loanh quanh tầm 20-21 là phi tẹt rồi, không phải suy nghĩ nhiều. Và vừa rồi đó là những lựa chọn dành cho đa phần những người trẻ. Vậy thì theo phong cách cổ điển Sartorial, nhưng mà tôi cũng chưa muốn là bị già quá, bị mang cái mác là ông chú, thì có lựa chọn nào không? Đó là Shimano của Oriosa. Nhìn cái thiết kế cái nắp này thì tại vì cái vòi nó không được khít cho lắm ấy, thì tôi sẽ cho các ông xem. Đây em nó tua rua nhá, nắp đây nhá, xịn sò luôn. Và phải nói với các bạn rằng đây là một vài mùi dành cho những quý ông theo kiểu classic cổ điển và mang đậm chất kiểu Anh Quốc. Mùi hương này có lẽ là tôi sẽ không miêu tả quá là nhiều về nốt hương, mà tôi sẽ cho anh em đi một chuyến du lịch với cái top nốt của em nó. Các bạn ngửi ở đầu vòi đâu? Không, tôi nghĩ là xịt ra. Khi mà xịt ra các bạn sẽ nhận thấy một cái vai mùi xanh khô, có phần giống những cái lớp rêu. Và cái hình ảnh mà tôi nghĩ tới đó là khi mà tôi đứng trước mặt tôi là một cả một cái bìa rừng, chúng ta chưa bước vào nhá. Ở đó thì chúng ta thấy rằng là có vài cái thân cây nó bị rơi xuống, có phần mục giữa. Và ở đây thì ở phía bên này, phía bên không không có mặt trời chiếu vào, hãy tưởng tượng là mặt trời sau lưng tôi. Và cái phía bên này thì chúng ta thấy là rêu mọc lên. Và cái mùi ở đây đó là mùi kiểu gỗ xanh khô. Và các bạn đưa mũi vào, các bạn ngửi. Nói thật là ông nào thích vetiver, ông nào thích Uncle Noir thì tôi nghĩ là các ông sẽ thích cái vibe kiểu như này. Hay là kiểu con vetiver của nhà Guerlain ở trong cái lít giá rẻ thì cũng sẽ có phần thích chai nước hoa này. Và sau đó thì các bạn sẽ dần dần các bạn bước qua cái chỗ kiểu những cái thân cây khô như vậy, các bạn bước dần vào sau. Khi này thì ánh nắng mặt trời nó còn không được vào hết tất cả, và các bạn nhận thấy một cái vai mùi nó có phần hơi ẩm bắt đầu xuất hiện, và nét xanh cũng như là mùi hương có xu hướng bắt đầu hơi hơi tối lại dần. Đó là khoảng tầm 15 phút sau khi xịt, mọi thứ nó nhẹ nhàng hơn. Và lúc này thì các bạn nhận thấy cái nét xanh nó xuất hiện lên khá rõ, cái mùi của rêu. Không tin thì ông nào cứ ra chỗ nào có những cái chỗ nào mà hay kiểu ẩm ướt mà nó mọc rêu ấy. Nhà tôi thì có một cái bể gọi là bể titanium, mà cái bể đấy tôi trồng và tôi ngửi thì nó khá giống mùi hương này. Chỉ ở đây đây thì tôi nhận thấy cái nét khô của những cái tấm gỗ nó lên rõ hơn thôi. Và cái hình ảnh lúc này đó là cái mùi của rêu và những cái thân gỗ khô khi mà nó giao giữa cái điểm có mặt trời và không có ánh nắng mặt trời. Và rồi các bạn đi sâu vào trong thì mùi hương nó bắt đầu nhẹ nhàng và nó hòa hợp với nhau dần. Lúc này thì toàn bộ bầu không khí của xung quanh bạn nó như kiểu là các bạn đang vào một cái cánh rừng ở dưới những cái chân núi tuyết vậy. Cái cảm giác mát, cái cảm giác kiểu gần gũi. Gần gũi ở đây nó không phải là cái kiểu mà gần gũi mà chúng ta thường gặp, mà chúng ta có cảm giác kiểu về với thiên nhiên kiểu như vậy.
Lúc này thì vetiver xuất hiện lên khá rõ. Vetiver ở đây nó không phải là tăng cái độ khô, tăng cái độ đắng cho mùi hương, mà lại có xu hướng ngọt. Không phải như kiểu là chúng ta đã dần dần quen với cái khung cảnh, với cái không khí đó, và chúng ta bắt đầu dựng rạp, dựng lều, chúng ta ngồi chiêu chiêu nhâm nhi một cái thức đồ uống nóng, ngọt nhẹ. Và mùi hương này phải nói thật là nó là một cái vai mùi rất cổ điển. Cổ điển nhưng mà không hề già, không hề khó ngửi. Tại vì cái nét hương trip này thì nó là một trong những cái nhóm hương mà thường được sử dụng trong nước hoa kiểu những cái thập niên trước rất là nhiều. Hay là những anh em nào chơi nước hoa theo cái vibe mùi kiểu vetiver già dặn ấy, thì anh em sẽ thích. Nhưng mà đây là một trong những mùi mà mình đánh giá là nó khá là nhẹ nhàng để cho các bạn dễ dàng tiếp cận. Tóm lại là các ông chỉ cần có cái ăn mặc nó kiểu classic cổ điển nhưng mà có phần hơi nghệ sĩ một tí ở trong này. Đấy, mùi hương này mình đánh giá nó cũng có phần hơi hướng hơi kiểu nghệ thuật ấy. Thì đây là một nhân vật mà tôi muốn cho anh em xem. Nếu như anh em có phong cách như thế này thì anh em có thể mặc cái mùi hương này. Mình thấy rằng là rất là match với nhau. Và cái độ bám tỏa của em nó thì mùi hương cũng chỉ tầm nửa cánh tay thôi. Nhưng mà cái độ tỏa ấy, nhưng mà cái độ tỏa của nó thì nó không giảm quá là nhanh đâu, mà nó nửa cánh tay đều đặn trong khoảng tầm 4 đến 5 tiếng. Và cái độ lưu hương thì cũng chỉ tầm 6 đến 7 tiếng thôi. Nhưng mà đây là một cái vai mùi mà các bạn có thể dễ dàng, thứ nhất là xịt vào mùa đông, hay là những cái ngày mà kiểu thu chuyển đông, nó sẽ rất là hợp lý. Còn ở môi trường văn phòng thì đây cũng là một trong những lựa chọn mình nghĩ là sẽ khó mà có thể đụng hàng. Mùi hương này thì nó có xu hướng khá là hướng nội, mình cảm thấy là như vậy. Tại vì tôi nghĩ là để cái tầm tuổi trẻ, tầm 20-21 tuổi, các bạn vào rừng, các bạn đi một mình, các bạn ngồi chill, ngồi uống cà phê, dựng lều trại thì chắc là không. Các bạn phải thích một cái gì đó nó phải sập sình. Em này thì không mang tới cái vai như thế. Và mùi hương này thì mình nghĩ là tầm ngoài 25 đến 27 các bạn đã trải qua khá nhiều và các bạn thích những cái thứ nó gần gũi, nó tự nhiên và nó có phong cách kiểu classic thì các bạn mới phù hợp với Chip Mua của Orioza. Và video thì đến đây thôi. Hết lựa chọn mùa đông cho nam năm nay nhá. Cộng công là bảo là không recommend, toàn những mùi lạ thôi. Và tôi sẽ để những cái nơi tài trợ những cái sản phẩm này ở dưới để cho các bạn có thể tìm thử. Và hoặc là các bạn có nhu cầu tin tưởng tôi, các bạn mua thì các bạn có thể xem ở dưới đấy. Có khá là nhiều nơi chứ không phải là một nơi như là kiểu Blanc nữa. Ở những sản phẩm ở đây thì chắc là có mỗi Minder là Blanc tài trợ thôi. Còn những sản phẩm khác thì tôi toàn phải đi mượn hoặc là tôi bỏ tiền ra mua. Thì các anh em phải hiểu rằng là tôi tâm huyết với cái lít nước hoa mùa đông ở trung và cao cho nam như thế nào. Và nếu như ông nào mà đã sở hữu qua những cái mùi hương này rồi thì như mọi khi các ông hãy cứ feedback ở phía dưới. Và đừng quên việc like, share cũng như là ấn vào nút chuông theo dõi nếu như đây là lần đầu tiên bạn xem kênh của mình. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye.